Có tâm tín mới có thể tu hành mới có thể khai ngộ mới có đại trí huệ. Bồ Tát trụ ở trong tín tạng này sẽ được nghe tất cả Phật Pháp mà thọ trì tất cả Phật Pháp, do đó y Pháp tu trì, nghe trì tất cả Phật Pháp rồi, rộng vì tất cả chúng sinh diễn nói diệu Pháp này, khiến cho họ nghe Pháp khai ngộ, y Pháp tu hành sẽ chứng quả vị Phật. Thứ hai, giới tạng. Phật tử, những gì là giới tạng của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, gì gọi là giới tạng của Đại Bồ Tát tu hành? Bồ Tát này thành tựu giới khắp lợi ích, giới chẳng thọ, giới chẳng trụ, giới không hối hận, giới không tranh cãi, giới chẳng tổn hại, giới không tạp uế, giới không tham cầu, giới không lỗi lầm, giới không hủy phạm. Vị Bồ Tát này tu giới tạng, ngài thành tựu 10 thứ giới này: 1. Giới lợi ích khắp; 2. Giới chẳng thọ; 3. Giới chẳng trụ; 4. Giới không hối hận; 5. Giới không tranh cãi; 6. Giới chẳng tổn hại; 7. Giới không tạp uế; 8. Giới không tham cầu; 9. Giới không lỗi lầm; 10. Giới không hủy phạm. Ở dưới có sự giải thích tỉ mỉ. Thế nào là giới lợi ích khắp? Bồ Tát này thọ trì giới thanh tịnh, vốn là lợi ích tất cả chúng sinh. Giới có 3 tụ tịnh giới: 1. Luật nghi giới, giới tất cả sự oai nghi; 2. Thiện pháp giới, giới tu hành tất cả pháp lành; 3. Lợi ích chúng sinh giới, giới lợi ích tất cả chúng sinh. Gì là giới lợi ích khắp tất cả chúng sinh? Vị Bồ Tát này tu giới tạng, thọ trì giới thanh tịnh vì lợi ích tất cả chúng sinh. Gì là giới thanh tịnh? Tức là giữ gìn năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là giới lớn căn bản. Vì giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, năm việc này trực tiếp hoặc gián tiếp tổn hại sự an toàn và lợi ích chúng sinh. Vì vậy cho nên Phật tử phải thọ trì giới khắp lợi ích chúng sinh. Thế nào là giới chẳng thọ? Bồ Tát này chẳng thọ tất cả các giới của ngại đạo tu hành, nhưng tánh tự tinh tấn, phụng trì giới thanh tịnh bình đẳng của chư Phật Như Lai ba đời. Gì là giới chẳng thọ? Vị Bồ Tát này tu giới tạng, ngài chẳng tiếp thọ tất cả tà giới của ngoại đạo tu hành, vì giới của ngoại đạo đều là giới chẳng rốt ráo, cho nên chẳng thọ trì giới này. Nhưng tánh tự dũng mãnh tinh tấn, phụng trì giới báu kim cang quang minh thanh tịnh bình đẳng của chư Phật ba đời. Ấn Độ có rất nhiều ngoại đạo tu trì giới chẳng thanh tịnh, có kẻ giữ giới bò, có kẻ giữ giới chó, có kẻ giữ giới nai, có kẻ giữ giới chim, vân vân. Học cách sống của loài súc sinh, nhận rằng có thể được sinh về trời nhưng chẳng biết nhân quả, đây đều là tà giới nên không thể thọ trì. Thế nào là giới chẳng trụ? Bồ Tát này thọ trì giới thì tâm chẳng trụ dục giới, tâm chẳng trụ sắc giới, tâm chẳng trụ vô sắc giới. Tại sao? Vì chẳng cầu sinh về đó mà trì giới. Gì là giới chẳng trụ? Bồ Tát tu giới tạng, khi thọ trì giới thì trong tâm chẳng có sự chấp trước dục niệm, chẳng có sắc tướng, chẳng có vô sắc tướng. Tam giới tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng sinh trong dục giới có tình dục, thân hình, tâm thức. Chúng sinh ở sắc giới tuy chẳng có tình dục nhưng có thân hình, có tâm thức. Chúng sinh ở cõi vô sắc chỉ có tâm thức mà thôi. Tóm lại, dục giới có tư tưởng dâm dục, sắc giới có ý niệm sắc đẹp, vô sắc giới có phân biệt chấp trước, cho nên vẫn ở trong sinh tử luân hồi mà không thoát khỏi được tam giới. Bồ Tát chẳng muốn sinh về cõi trời, chẳng muốn hưởng thụ phước báo, vì phước báo hưởng thụ hết vẫn phải đọa xuống nhân gian để hưởng thụ phước báo dư thừa còn lại. Phàm là người vinh hoa phú quý, đa số là người trở sinh xuống nhân gian. Phàm là người nghèo hèn khổ sở, đa số là từ địa ngục tái sinh lên. Tuy nhiên không thể nói một cách đại khái, nhưng chẳng cách xa ngoài phạm vi nhân quả là bao. Bồ Tát vì chẳng cầu sinh về cõi trời, cho nên thọ trì giới chẳng trụ. Thế nào là giới không hối hận? Bồ Tát này luôn được an trụ tâm không hối hận. Tại sao? Vì chẳng làm tội nặng, chẳng làm xiểm nịnh dối trá, chẳng phá tịnh giới. Gì là giới không hối hận? Vị Bồ Tát này tu giới tạng thường thường đắc được an trụ tâm chẳng có hối hận. Tại sao?
vì ngài chẳng phạm hai lỗi, chẳng làm hai tội, chẳng làm xiểm lệ, chẳng dối trá, chỉ thọ trì giới luật thành tịnh, tuyệt đối chẳng phá tịnh giới. Thế nào là giới không trái cãi? Bồ Tát này chẳng trái với giới của Phật chế ra, cũng chẳng tạo lập lại. Tâm luôn tùy thuận giới hướng về niết bàn, thọ trì đầy đủ, không có hủy phạm. Chẳng vì trì giới mà não hại chúng sinh khác, khiến cho họ sinh khổ, chỉ muốn cho tất cả chúng sinh tâm tưởng hoan hỷ mà trì giới. Gì là giới không trái cãi? Vì Bồ Tát này tu giới tạng, ngài chẳng trái chẳng tranh cãi giới luật của chư Phật ba đời đã thành lập. Ngài chẳng tự thành lập giới luật khác, trong tâm thường thường tùy thuận giới hướng về con đường niết bàn để tu hành, thọ trì đầy đủ chẳng hủy phạm. Ngài chẳng vì mình mà trì giới để não hại chúng sinh khác, chẳng nhiễu loạn chúng sinh, chẳng khiến cho chúng sinh có sự khổ não, chỉ muốn tất cả chúng sinh sinh tâm hoan hỷ, do nhân duyên đó mà thọ trì tịnh giới không trái cãi. Thế nào là giới không não hại? Bồ Tát chẳng vì trì giới mà học các chú thuật, tạo những phương thuốc não hại chúng sinh, chỉ vì cứu hộ tất cả chúng sinh mà trì giới. Gì là giới chẳng não hại? Bồ Tát tụ tịnh giới. Chẳng vì trì giới mà học tà pháp của ngoại đạo, chú thuật của thiên ma, hoặc chế tạo các thuốc mê hồn, vân vân, để não hại chúng sinh, để thương hại chúng sinh. Bồ Tát vì cứu hộ tất cả chúng sinh được khổ được vui, cho nên thọ trì tịnh giới, chẳng não hại chúng sinh. Thế nào là giới chẳng tạp? Bồ Tát này chẳng chấp biên kiến, chẳng trì tạp giới, chỉ quán duyên khởi, trì giới thoát khỏi ba cõi. Gì là giới chẳng tạp? Vì Bồ Tát này tu tịnh giới, ngài chẳng chấp trước biên kiến, tức là chẳng chấp thường, chẳng chấp đoạn hai bên tà kiến, chẳng giữ tạp giới, tức là chẳng giữ tà giới của bằng môn tà đạo, chỉ quan sát đạo lý 12 nhân duyên sinh diệt mà thọ trì tịnh giới thoát khỏi ba cõi. Thế nào là giới không tham cầu? Bồ Tát này chẳng hiện tướng khác lạ, hình ảnh mình có đức, chỉ vì đầy đủ pháp pháp xuất ly mà trì giới. Gì là giới không tham cầu? Vị Bồ Tát này tu giới tạng, ngài chẳng hiện tướng đặc biệt để hình ảnh mình có đức hoặc tham đồ cúng dường. Người tu đạo đừng dùng năm phương pháp tà mạng nuôi mạng sống bất chánh để duy trì đời sống: một, trá hiện tướng lạ; hai, thỉnh người cúng dường; ba, chiêm tướng cát hùng; bốn, lớn tiếng hiện oai; năm, nói công đức mình. Năm thứ hành vi này đều là biểu hiện sự pháp giới. Bồ Tát chẳng có những tham cầu bất chánh như thế, chỉ vì đầy đủ pháp xuất ly thế gian mà thọ trì tịnh giới không tham cầu. Thế nào là giới không lỗi lầm? Bồ Tát này chẳng tự cống cao, nói mình trì giới, thế người phá giới cũng chẳng khinh thị phỉ báng, khiến cho họ hổ thẹn, chỉ một lòng trì giới. Gì là giới không lỗi lầm? Vị Bồ Tát này tu giới tạng, ngài chẳng có tầm kiêu ngạo, chẳng cống cao, chẳng ngã mạn, chẳng đề cao đức hạnh của mình, nói tôi là người trì giới, tôi là người trì tịnh giới. Nếu thấy người phá giới, cũng chẳng phỉ báng, chẳng khinh thường, chẳng nói lỗi của họ, chẳng nói tội của họ, chỉ dùng thân làm khuôn phép, khiến cho đối phương sinh tâm hổ thẹn, chỉ một lòng thọ trì giới luật. Thế nào là giới không hủy phạm? Bồ Tát này vĩnh viễn dứt trừ, giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, trời mắng và lời vô nghĩa, tham sân si, tà kiến, thọ trì đầy đủ 10 nghiệp lành. Lúc Bồ Tát trì giới không hủy phạm, ngài nghĩ như vậy: tất cả chúng sinh hủy phạm tịnh giới đều do điên đảo, chỉ có Đức Phật Thế Tôn biết được chúng sinh bởi nhân duyên gì mà sinh tâm điên đảo hủy phạm tịnh giới. Tôi phải thành tựu vô thượng Bồ Đề, rộng vì chúng sinh nói rất chân thật, khiến cho họ lìa điên đảo. Gì là giới không hủy phạm? Vị Bồ Tát này tu giới tạng, ngài đã vĩnh viễn dứt sạch hành vi 10 điều ác, phụng hành pháp thập thiện, tức cũng là 3 nghiệp thanh tịnh. Thần nghiệp có 3 pháp lành: 1. Không giết hại, ngược lại phóng sinh; 2. Không trộm cắp, ngược lại bố thí; 3. Không tà dâm. Vì Bồ Tát vẫn là người xuất gia, nếu là người xuất gia thì tuyệt đối cấm dâm. Nghiệp miệng có 4 pháp lành: 1. Không nói dối, nói lời chân thật; 2. Không nói hai lưỡi, đối với ông A không nói chuyện thị phi của ông B; đối với ông B không nói lời thị phi của ông A; 3. Không chửi mắng,
tuyệt đối không mắng người, không phê bình người. 4. Không nói lời vô nghĩa, tức là thiều dạ chẳng nói về chuyện tư tình nam nữ, chẳng tả tình ái nam nữ. Ý nghiệp có 3 pháp lành: 1. Không tham, biết đủ thì an vui; 3. Không sân, hòa mục tương xứ; 4.